da mụn, nhạy cảm rất kén chọn trong việc dùng kem chống nắng, bởi nhiều loại kem gây ra tình trạng bít lỗ chân lông và làm tình trạng mụn thêm trầm trọng. Được quảng cáo là dành cho da mụn, nhạy cảm, liệu kem chống nắng SVA có tốt như quảng cáo? Mời bạn cùng Dilys review về em này nhé! Thông tin về thương hiệu SVA. Thương hiệu SVA được thành lập năm 1962 tại Pháp bởi vợ chồng dược sĩ Simone và Robert Verrat. Với mục tiêu đánh thức nét đẹp của mọi làn da, SVA đã không ngừng nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm đạt chất lượng cao. Nhờ thế, thương hiệu này rất được nhiều bác sĩ cũng như người tiêu dùng lựa chọn. SVA có đa dạng loại sản phẩm dành cho da như dòng chăm sóc da, chống lão hóa, chăm sóc da hàng ngày và vệ sinh da, với 100% sản phẩm đã được thử nghiệm trên da nhạy cảm. SVA ngày càng khẳng định thế mạnh của mình trên thị trường dược mỹ phẩm và tự hào là ngôi sao sáng của lĩnh vực này. 2. Review kem chống nắng SVA có tốt không? SVA gồm hai dòng kem chống nắng là dòng SVA Sebia Clear Cream giảm mụn và dòng SVA Sun Circle Blur Mousse Cream. Hãy cùng Dilys khám phá hai dòng này. 1. Review kem chống nắng SVA Sebia Clear Cream SPF 50. Hãy cùng tìm hiểu về thành phần, công dụng, khả năng chống nắng, texture và đánh giá chung về SVA Sebia Clear Cream SPF 50 1.1 thành phần. Công dụng đầu tiên, ta tìm hiểu màng lọc UV để xem khả năng chống nắng của sản phẩm. UV filter Homersolate Uvinun A Octinosate Uvinun T150, đây là màng lọc chống nắng vật lý. Về màng lọc UVB, sản phẩm sử dụng Homersolate Octinosate và Uvinun T150, trong đó Octinosate và Uvinun T150 là hai trong bốn hoạt chất chống UVB tối ưu nhất. Về màng lọc UVA, sản phẩm sử dụng duy nhất Uvinun A. Uvinun A là hoạt chất chống UVA thế hệ mới, bảo vệ UVA tốt, đặc biệt là ở bước sóng dài gây hại. Về chỉ số chống nắng, sản phẩm có chỉ số cao SPF 50 và Circle UVA. Circle UVA chỉ ra chỉ số PPD dấu lớn 16 tương đương PA. Với màng lọc UV tốt, nhiều hoạt chất tối ưu cùng chỉ số chống nắng cao, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng sản phẩm bảo vệ da tối đa trước tia UV gây hại. Ngoài màng lọc UV hiệu quả, sản phẩm còn chứa khá nhiều thành phần tốt cho da, điển hình là niacinamide, vitamin B3, được coi là tiên dược trong mỹ phẩm vì đa công dụng. Với tỷ lệ 4%, niacinamide chống oxy hóa, tăng khả năng chống nắng cho sản phẩm, tạo lớp màng bảo vệ da. Ngoài ra, niacinamide còn có công dụng tích cực trong quá trình chống lão hóa da, cân bằng độ ẩm, điều tiết bã nhờn, giảm mụn. Gluconolactone pha 1% và salicylic acid BHA pha và BHA làm thông thoáng lỗ chân lông, kiểm soát nhờn và hỗ trợ điều trị mụn. Ngoài ra, hai thành phần này còn chống oxy hóa và lão hóa. Ngoài ra, với tỷ lệ nhỏ, hai thành phần này không gây kích ứng purging như các sản phẩm đặc trị. Sơ qua lên dưỡng ẩm cho da, ngăn ngừa tình trạng kích ứng, làm dịu nhẹ da bị tổn thương, kiểm soát dầu và bảo vệ làn da hiệu quả trước tác động oxy hóa. Vitamin E cũng là một thành phần chống oxy hóa và dưỡng ẩm được bổ sung. 1.2, bao bì và texture. Bao bì thiết kế khá đơn giản với dạng tuýp nhựa màu trắng truyền thống, thông tin cơ bản được in trên bao bì bằng song ngữ Anh, Pháp để người dùng dễ dàng hiểu được. Nhìn chung, mình khá thích kiểu thiết kế này, đơn giản, tinh tế và đặc biệt là tiện lợi và vệ sinh khi sử dụng. Texture, chất kem sệt màu trắng, có mùi thoang thoảng đặc trưng dược mỹ phẩm, khả năng thẩm thấu bình thường, không quá nhanh và cũng không lâu. Da ẩm nhẹ và hơi bóng sau khi apply. 1.3, đánh giá về kem chống nắng SVA Sebia Clear Cream SPF 50, cảm nhận đầu tiên khi dùng là kem dễ tán. Tuy nhiên, phải đợi một lúc kem mới khô và thấm, đối với bạn nào da dầu thì có thể thấy khó chịu vì hơi nặng mặt xíu. Da khô, da thường, nhạy cảm hay da mụn thì sẽ thấy thích hơn, em này dùng không bị dị ứng hay nổi mụn. Thực tế, đây là một dòng kem khá hợp dành cho da mụn vì lành tính, an toàn và có tác dụng hạn chế mụn. Khả năng kiềm dầu ở mức trung bình, đến giữa ngày, đầu vẫn sẽ tiết ra ở vùng chữ T nhé bạn. Ngoài ra, cuối ngày bạn vẫn cần tẩy trang kỹ để đảm bảo tẩy hết kem, tránh gây bít lỗ chân lông gây mụn nhé. Nhìn chung, mình thấy dòng này không quá phù hợp với da dầu, khả năng kiềm dầu trung bình, lớp finish hơi bóng và hơi nặng mặt không hẳn là sự lựa chọn tốt cho da dầu. Tổng quan, ưu điểm, khả năng chống nắng tốt, không gây mụn, hỗ trợ điều trị mụn, không chứa cồn, paraben, dầu khoáng gây hại, lành tính, an toàn với cả da nhạy cảm. Nhược điểm, lớp finish hơi bóng và nặng mặt. Khả năng thẩm thấu trung bình, khả năng kiềm dầu trung bình. 2. Review kem chống nắng SVA Sun Circle Blur Mousse Cream SPF 50.
Hãy cùng tìm hiểu về thành phần, công dụng, khả năng chống nắng, texture và đánh giá chung về SVA Sun Skill Blur Mousse Cream SPF 50. 2.1 thành phần và công dụng, khả năng chống nắng, UV Filter Octinosate Uvinun T150 Tinosop S. Sản phẩm sử dụng màng lọc hóa học với 3 hoạt chất chống nắng. Octinosate và Uvinun T150 là 2 trong 4 hoạt chất trong UVB tối ưu nhất hiện nay, trong đó Uvinun T150 là hoạt chất chống UVB thế hệ mới. Tan trong dầu chống nước và mồ hôi tốt hơn và ổn định dưới sáng, Tinosop S cũng là hoạt chất chống UVA đỉnh. Tan trong dầu và ổn định, dòng này có chỉ số SPF 50, về chỉ số chống UVA, mình không thấy có thông tin về các chỉ số PA-PPD hay Circle UVA. Các thành phần khác, sản phẩm bổ sung các thành phần dưỡng ẩm tiêu biểu như niacinamide, tăng cường miễn dịch và tạo lớp màng bảo vệ làn da. Docus Carota Sativa Seed Oil, chiết xuất quả cà rốt chứa nhiều vitamin A, E và beta-carotene chống lại quá trình oxy hóa. Làm dịu vùng da bị cháy nắng, làm mềm và làm dịu da, Glycine Soha Oil, chiết xuất đậu nành. Dầu vitamin B, E và K có tác dụng chữa lành tổn thương của da do tia UV gây ra, giữ da mịn màng. Cải thiện sắc tố da, squalene. Nếu không muốn nói là chói lọi tuy thế, cũng công nhận em này có vẻ ngoài khá nóng bỏng và bắt mắt. Dễ dàng thu hút sự chú ý, tip nhỏ gọn, dễ cầm nắm và mang theo, phần nắp chắc chắn, không bị hở hay làm chảy kem ra ngoài. Giống như dòng SVA Sebia Clear Cream SPF 50, thông tin về thành phần của sản phẩm được nhà sản xuất in sẵn bằng song ngữ Anh, Pháp ở mặt sau, do vậy, người dùng dễ dàng tìm hiểu rõ hơn về đặc tính sản phẩm, texture. Chất kem sệt màu cam nhạt và dễ dàng được tán đều khi apply lên da, sau khi thoa thì tay hơi ẩm và trên da cũng tạo một lớp màng ẩm. Bạn phải đợi một lúc để kem thẩm thấu hoàn toàn, tuy nhiên, đây là đặc điểm dễ thấy của nhiều kem chống nắng nên mình thấy không là vấn đề gì cả. Kem có mùi tương đối nồng, vị ngọt như kẹo, mùi sẽ biến mất sau vài phút khi apply lên da. Tuy nhiên với người nhạy cảm, không thích hương liệu thì sẽ cảm thấy khó chịu. 1.3, đánh giá kem chống nắng SVA Sun Skill Blur Mousse Cream SPF 50. Mình thử bôi em này lên mặt và cảm nhận đầu tiên đó chính là dễ tán, lớp kem hơi dính, có độ ẩm và tạo cảm giác hơi nặng mặt nhưng không trơn trượt. Sau khoảng 5 phút thì cảm giác này sẽ đỡ hơn, kem không nâng tone nhưng có thể sẽ làm đổ tone khi về cuối ngày. Do dòng này chứa khá nhiều silicone nên sẽ tạo cảm giác bề mặt da mịn hơn, lỗ chân lông nhỏ hơn. Có thể nhiều bạn ghét silicone nhưng thực tế, hầu như kem chống nắng nào cũng chứa chất này. Điều này là bởi silicone giúp tăng chỉ số chống nắng, giúp kem chống nắng có khả năng bảo vệ da tốt hơn. Nếu bạn muốn dùng make up thì hãy đợi sau 15 phút khi kem thẩm thấu, khô ráo, hoàn toàn rồi bắt đầu make up. Bạn có thể sử dụng em này thay thế kem lót, tuy nhiên sản phẩm không có tác dụng giữ lớp nền lâu như kem lót chuyên dụng. Giống dòng SVA Sebia Clear, khả năng kiềm dầu của dòng này chỉ ở mức trung bình, bạn nào da dầu nên cân nhắc về em này. Một điểm cộng là SVA không cay mắt, không gây kích ứng cho niêm mạc mắt, thường các sản phẩm chứa Tinosop hay bị cay mắt. Nhưng em này thì không, hiệu quả chống nắng khá ổn, những ngày Hà Nội nắng nóng nhất mình thấy da vẫn bình thường. Không thay đổi nhiều, tuy nhiên, vì mùi nồng và cảm thấy hơi nặng mặt cùng khả năng kiềm dầu kém, mình da dầu nên mình không sử dụng hàng ngày. Tổng quan, ưu điểm, khả năng chống nắng tốt, lành tính, an toàn, không gây mụn, không nâng tone da mặt. Bề mặt da mịn hơn, lỗ chân lông nhỏ hơn khi sử dụng, không gây cay mắt, nhược điểm, kem hơi dính khi mới apply và lâu thẩm thấu. Hơi nặng mặt, khả năng kiềm dầu trung bình, mùi hơi nồng. 3. Cách sử dụng kem chống nắng SVA hiệu quả. Trước khi thoa kem chống nắng, bạn cần làm sạch da mặt và thoa kem dưỡng ẩm, sau đó, bạn tiến hành thoa kem chống nắng. Đợi 15 phút cho lớp kem khô ráo, bạn có thể bắt đầu make up nếu muốn, bạn lưu ý thoa kem 15 phút trước khi ra ngoài để đảm bảo hiệu quả chống nắng. Ngoài ra, bạn cần nhớ thoa đủ liều lượng nếu không ra ngoài tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Bạn có thể reapply kem chống nắng vào một lần trong ngày nếu thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng. Bạn nên reapply 2 tiếng mỗi lần để đảm bảo hiệu quả chống nắng, vào cuối ngày, bạn nhớ tẩy trang sạch sẽ. Như vậy, làn da được thông thoáng, tránh tình trạng bít tắc lỗ chân lông gây mụn. IV kem chống nắng SVA mua, bán ở đâu, giá bao nhiêu tiền? Hiện tại SVA đã có địa chỉ phân phối chính thức tại Việt Nam, bạn có thể lên trang SVA Việt Nam tại trang web Watson.vn để tìm địa chỉ gần mình nhất. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm sản phẩm tại các cửa hàng sách tay mỹ phẩm Pháp.
Các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee cũng có thể tham khảo giá cho hai sản phẩm trên dưới 400.000 đồng cho một tuýp 50ml. Đây không hẳn là mức giá thành rẻ nhưng sản phẩm cũng rất đáng để trải nghiệm. Trên đây là những trải nghiệm của Delis về dòng kem chống nắng nổi tiếng SVA đến từ Pháp. Nếu bạn cũng đã dùng qua em ấy, hãy cùng chia sẻ cảm nhận của mình nhé. Link mua sản phẩm kem chống nắng SVA mình để ở mô tả và dưới bình luận. Nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu. Hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.